Anh thích ăn thêm cái gì không? Cứ gọi đi. Gọi nhiều 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 vào. Tôi mời. Mời hả? Ừ. Nhưng mà có mời là mời tự nguyện đấy nhá. Đúng. Không phải vì mời mà bắt tôi khai đâu. Tôi thề tôi không khai gì đâu. Anh là bạn thân nhất của anh Đăng, đúng không? Trời luôn. Tôi với cả anh Đăng đã thề với nhau à? Sống là bạn, chết là chi kỷ. Tôi có một vài thông tin về tụi anh đấy. Dạo này thấy anh Đăng cứ lạnh lùng sao á, khó đoán, nhiều khi tôi không thể hiểu nổi. Hỏi mày hỏi cụ thể như cứ kiểu thế thì ai biết nào mà trả lời. Thì nhiều khi là rõ ràng là tôi thấy anh Đăng có tình cảm với tôi. Chuẩn. Chính tôi nhìn thấy nó có tình cảm với cô, nhưng mà tôi hỏi nó cứ chối à. Đấy, vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Mỗi lần tôi cảm nhận rõ tình cảm của anh ấy á, thì tôi tìm cách xích lại. Nhưng mà anh ấy lại đẩy tôi ra xa, rồi xong giữ khoảng cách, né tránh tôi. Chắc chắn là có điều gì đó giữ chân anh ấy. Vậy là mỗi lần mà cô xích lại là gần nó là nó đẩy cô ra xa. Đúng. Thế thì kệ nó. Nó đẩy mình rồi thì sẵn làm gì? Chẳng lẽ cô thích nó chắc? Đúng. Rất thích. Quá thích. Thôi, cô bớt lại một tí liêm sỉ cho mình đi được không? Ai nói tẹt thế? Ước gì chụp ảnh lây được một tí đấy của cô. Thôi, này, vào việc chính đi. Anh đang có tâm sự gì với anh không? Hay là đang gặp phải chuyện gì? Quá khứ. Chắc chắn là quá khứ đã trải qua những cái chuyện gì rồi. Bây giờ anh biết cái gì anh cứ nói cho tôi nghe đi. Thằng Đăng nó không phải là đứa hay tâm sự đâu. Kể cả nó có một thằng bạn thân cực kỳ kín miệng như tôi, nó cũng chả là tâm sự mấy. À, hả? Có một chuyện này là tôi biết. Ngày xưa nó có một mối tình đầu, xong sau đấy tan vỡ. Xong rồi Đăng nó đau buồn lắm. Sao tan vỡ? Nghèo. Cô nên nhớ nhá, 90% những người nghèo đến với nhau thì lại đều chia tay vì nghèo. Nghèo nó khổ lắm nhỉ. Nghe là biết cái thể loại con gái không đàng hoàng, đồ con gái vật chất. Mà này, tôi không phải thể loại đó đâu. Và tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ làm anh ấy tổn thương. Trời ơi, con gái đứa nào chả nói thế. Cho đến khi nó tìm một người đàn ông giàu hơn. Nhưng mà tôi vẫn tin nhá, trên thế giới này làm gì có đủ đàn ông giàu để phân phát hết cho phụ nữ, đúng không? Đúng. Thế nên những người nghèo như tôi vẫn sẽ có cơ hội thôi. Chính xác. Cho nên là đối với tôi, anh đang hoàn toàn có cơ hội. Thế cô có giàu không? Bố tôi có, còn tôi thì không. Thế là cô giàu rồi. Thôi tôi khuyên thật cô nhá, buông tha cho thằng bạn thân của tôi đi. Vì nghèo không đều, không yêu nhau đâu. Nó như kiểu là không chung một hệ hô hấp ấy, không chung một thế giới á. Vô va vô vẩn. Cái lý lẽ của anh nó chả có cơ sở nào cả. Này, bây giờ tôi hỏi anh một câu nhé. Anh và Thục Anh cùng nghèo đúng không? Tìm đâu? Đây, có yêu nhau được đâu. Cô mới vơ vẩn đấy. Thế cô có nhìn thấy thằng Dũng với Thục Anh không? Đấy mà tan nát đấy. Nát là vì nó đểu chứ không phải là nó giàu, nghe chưa? Nó không bằng một góc của bố tôi luôn. Thì tôi có bảo nhà cô nghèo đâu, bố cô giàu mà. Nhưng mà chuyện đó không liên quan. Có liên quan, cô thấy không? Bố là bố tôi là giàu tôi. Nghèo sẽ không phải thằng Đăng cho bố thôi. Chả liên quan gì cả. Cô ngang ở dư nữa. Anh mới ngang á. Cô ngang á. Anh nghe đi. Ê, không cần người giàu mời. Không thèm. Không thể tin được là anh Long cũng có thể thành công. Hôm trước thấy anh ta lắp đèn hiệu, tôi cứ tưởng là phí công vô ích. Đấy, cứ bảo là nó ngốc nghếch theo đuổi một tình yêu đơn phương vô vọng. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với nó rồi. Vậy còn tôi, khi nào tôi mới thành công? Chăm chỉ lên, tập trung vào. Nếu không dự án có lâu mới thành công được. Gì? Chăm chỉ cưa lắm rồi đó, mà tại người ta không đổ thôi. Trả lời cho tôi đi, khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với tôi? Hả? Sáng hay sao có luyện thuyền gì? Kệ, tôi cứ thích nói gì đó. Sao? Trả lời tôi đi, tôi đợi lâu lắm rồi đó. Nào, cô Vân ơi, bún thơm thế ạ? Cho cháu xin một bát.
sao? Tập trung làm việc của mình đi. Không. Không có tập trung được. Sao không? Sao không? Đâu nhờ? Đây tôi thổi cho. Nào đứng yên, đứng yên. Bình tĩnh, đây bình tĩnh. Là cái gì nhờ? Nào nào, đứng yên nào. Không thấy được. Đứng yên. Cay quá, sao không? Đứng yên để tôi thổi cho, không sao. Thổi đi, không thấy được. Đứng yên. Thổi đi nhờ. Đứng yên từ từ. Thổi đi, cay quá.